Chào mừng quý vị cùng đến với bản tin FBNC tới ngày hôm nay 12 tháng 4 2018. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tốc độ gia tăng sử dụng kháng sinh. Giá lợn hơi bật tăng trở lại. Hơn 10.000 chuyến bay bị chậm và hủy trong quý 1 2018. Kính thưa quý vị, mới đây thì Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã cho biết tổng lượng kháng sinh sử dụng trên toàn thế giới vẫn tăng tới hơn 60% trong giai đoạn 2000-2015. Trong số nhóm quốc gia có tỷ lệ sử dụng kháng sinh tăng mạnh nhất, Việt Nam xếp hạng thứ 3. Thông tin mà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đưa ra là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Động lực Bệnh, Kinh tế và Chính sách Đại học Princeton, ETH Zurich và Đại học Andrews. Đây là nghiên cứu thống kê dữ liệu chuyển đổi và chuẩn hóa tình trạng sử dụng kháng sinh ở 76 quốc gia về đơn vị liều duy trì trung bình giả định mỗi ngày đối với một loại thuốc, gọi tắt là DDD, trong giai đoạn 2000-2015. Theo đó, tổng lượng kháng sinh được sử dụng cho con người trên toàn thế giới đã gia tăng từ 21,1 tỷ liều xác định trong ngày vào năm 2000 lên 34,8 tỷ liều trong năm 2015. Tốc độ gia tăng là 65% trong vòng 15 năm. Tỷ lệ tiêu thụ kháng sinh cũng tăng 39% từ 11,3 lên 15,7 DDD trên 1.000 người dân một ngày. Ba quốc gia có tốc độ gia tăng nhanh nhất là Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Trong đó, số liệu của Việt Nam chỉ mới được thống kê trong 10 năm kể từ năm 2005 đến năm 2015. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh trên 1.000 người dân một ngày của Việt Nam trong năm 2015 là hơn 30 DDD, xếp thứ 11 và là một trong những quốc gia thuộc nhóm có thu nhập thấp nhưng trung bình có tỷ lệ sử dụng kháng sinh vượt trội hơn so với các nước có thu nhập cao. Kính thưa quý vị, mới đây thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo như ý kiến đưa ra, việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến trước ngày 1 tháng 9 năm 2016, Bộ Tài chính sẽ xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đang có hiệu lực thực hiện trong giai đoạn này. Đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 trở đi, Bộ Tài chính sẽ thực hiện theo đúng quy định tại luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Kính thưa quý vị, sau một thời gian dài rớt giá thì hiện tại theo bảng báo giá lợn của các công ty, tập đoàn chăn nuôi lớn ở Đồng Nai, thì giá mua lợn hơi đã nhích lên từ 35,5 đến 37,5 nghìn đồng một ký, tức tăng khoảng 8 nghìn đồng một ký so với tuần trước đó. Trong thời gian gần đây, giá lợn hơi liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Cụ thể, giá lợn hơi bán tại các trang trại chăn nuôi tư nhân cũng tăng lên, dao động từ 34 đến 35 nghìn đồng một ký, tăng khoảng 6 nghìn đồng một ký so với đầu tháng 4. Theo một số thương lái, nguyên nhân chủ yếu khiến giá lợn hơi tăng cao là do tổng đàn giảm mạnh vì sau một thời gian dài thua lỗ, các hộ chăn nuôi tư nhân đồng loạt giảm đàn, bỏ đàn. Hiện nay, nguồn lợn cung cấp ra thị trường chủ yếu xuất phát từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Ngoài ra, thị trường Campuchia cũng đang có dấu hiệu tăng nhập khẩu của Việt Nam do vào mùa đón Tết cổ truyền. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ bổ sung quy định mức giới hạn tối đa hoạt chất acepromazin, hay được gọi là thuốc an thần được phép có trong thịt và sản phẩm thịt. Bên cạnh việc kiến nghị Bộ Y tế tham mưu Chính phủ bổ sung quy định mức giới hạn tối đa hoạt chất acepromazin được cấp phép có trong thịt và sản phẩm thịt, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị các bộ chức năng cần xem xét nâng mức chế tài xử phạt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tăng cường tính răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Sau một số vụ heo tiêm thuốc an thần bị phát hiện và xử lý trong năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình nuôi, vận chuyển, giết mổ và phân phối thịt heo trên địa bàn thành phố. Điều này nhằm đảm bảo an toàn chất lượng nguồn cung thịt heo cho người tiêu dùng. Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục triển khai việc quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi có sự cố về an toàn thực phẩm. Và trong chuyên mục con số mỗi ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 10.000 thưa quý vị. Đây là số chuyến bay bị chậm và hủy trong quý 1 2018, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam. Theo thống kê của Cục Hàng không thì trong quý 1 đã có hơn 10.000 chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam bị chậm và hủy. Con số này tương đương 13,5% trong tổng số hơn 74.000 chuyến bay của 4 hãng hàng không Việt Nam. Cụ thể thì trong quý 1, Vietnam Airlines đã khai thác hơn 32.500 chuyến, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chậm và hủy chuyến bay giảm 1,4%. Trong khi đó thì số chuyến bay của Vietjet Air là hơn 29.200 chuyến,
tăng 26,6%, còn tỷ lệ chậm và hủy chuyến bay đã giảm 3,9%. Hai hãng còn lại là Jetstar Pacific và Vasco lại có tỷ lệ chậm và hủy chuyến tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của Cục Hàng không, nguyên nhân chậm và hủy chuyến vẫn chủ yếu xuất phát từ chính các hãng hàng không. Những nguyên nhân khác góp phần thêm là kìa thời tiết, kỹ thuật, thương mại cũng như quản lý và điều hành bay. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh FPNC để theo dõi phần tiếp theo với những nội dung nổi bật. IMF cảnh báo sáng kiến vành đai và con đường có khả năng gây ra nợ cao. Netflix tẩy chay liên hoan phim Cannes tại Pháp. Xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với phần tiếp theo của bản tin FPNC tối ngày hôm nay 12 tháng 4. Kính thưa quý vị, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cho biết sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc đang có tiến triển rất tốt nhưng có nguy cơ gây ra nợ cao tại một số nền kinh tế thành viên. Bà Lagarde khuyến khích sáng kiến vành đai và con đường chỉ nên được triển khai tại những khu vực cần đến nó. Trong 68 quốc gia mà Trung Quốc liệt kê là đối tác vành đai và con đường thì có 27 đất nước được đánh giá nợ quốc gia ở mức khá cao. Sáng kiến vành đai và con đường có thể hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đối tác, nhưng điều này cũng có những nguy cơ vỡ nợ tại các nước thành viên. Rất may, chúng ta đều thấy Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề rủi ro vỡ nợ. Trung tâm Phát triển Toàn cầu đã thực hiện nghiên cứu đánh giá mức nợ hiện tại và tương lai của 68 quốc gia. Nghiên cứu cho thấy đối với 8 trong số 23 quốc gia có nguy cơ khủng hoảng nợ, thì việc nhận tài trợ từ sáng kiến này sẽ làm gia tăng đáng kể rủi ro vỡ nợ của các nước này trong tương lai. Đó là các nước Djibouti, Kyrgyzstan, Lào, Maldives, Mông Cổ, Montenegro, Pakistan và Tajikistan. Sáng kiến xây dựng con đường tơ lụa hiện đại trị giá 126 tỷ đô la nối Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi được công bố năm 2013. Hôm thứ Tư 11 tháng 4, thì CEO của Facebook tiếp tục có buổi điều trần tại Tòa Quốc hội Mỹ để được chất vấn thêm về vụ rò rỉ thông tin người dùng. Hơn 4 ngày đã trôi qua từ khi chủ tịch tập đoàn bán lẻ Tengelmann của Đức, tỷ phú Karl-Erich von Hoppe, mất tích khi trượt tuyết trên dãy núi Alper. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ vẫn chưa tìm được dấu vết của vị tỷ phú ngành bán lẻ này. Cơ hội tìm được vị tỷ phú 58 tuổi này ngày càng trở nên mong manh. Người phát ngôn của tập đoàn Tengelmann cho biết các nhân viên cứu hộ đang làm tất cả những gì có thể. Em trai của ông Karl-Erich von Hoppe, Christian Hoppe cho biết, ông này là một người có rất nhiều kinh nghiệm về trượt tuyết trên núi, vì vậy gia đình sẽ không từ bỏ hy vọng sớm tìm được ông. Karl-Erich von Hoppe là một trong những người giàu có nhất nước Đức. Ông lãnh đạo tập đoàn bán lẻ Tengelmann nổi tiếng kể từ năm 2000. Karl-Erich von Hoppe bị mất tích kể từ ngày 7 tháng 4 năm 2018 khi đang trượt tuyết trên dãy Alps ở độ cao 3.800 m. Thời tiết xấu làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm. Chúng tôi đã phải tạm dừng cứu hộ do bão tuyết quá lớn và tiếp tục công việc trong ngày tiếp theo. Tôi nghĩ ông ấy có mang điện thoại di động bên mình, nhưng không may nó có thể bị tắt nguồn. Tôi hy vọng ông ấy đã có thể gọi cho ai đó. Sau khi không thấy ông trở về khách sạn ở khu nghỉ mát Zermatt, gia đình ông đã báo cho nhà chức trách Thụy Sĩ và họ đã cử một đội cứu hộ đi tìm kiếm ông. Hơn 60 nhân viên cứu hộ và 3 máy bay trực thăng đã được điều đến vùng biên giới của Thụy Sĩ và Ý. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 4, thì hãng phim Netflix tuyên bố sẽ rút toàn bộ các phim của mình ra khỏi liên hoan phim Cannes tại Pháp. Đây là một diễn tiến mới về xung đột giữa kinh doanh trên mạng và kinh doanh truyền thống. Hãng phim phát hành trên Internet là Netflix tuyên bố rút toàn bộ phim khỏi liên hoan Cannes. Lý do là ban tổ chức đã không cho các phim của Netflix tranh giải với lý do các phim này không chiếu tại rạp. Giám đốc nội dung của Netflix, ông Ted Sandaros, tuyên bố chẳng còn lý do gì để tham gia sau khi ban tổ chức đổi luật chơi. Đã có một số phim của Netflix ra rạp, ví dụ như phim Bright với ngôi sao Will Smith, nhưng hầu hết các chuỗi rạp lớn từ chối phim của Netflix. Các rạp đòi tuân theo truyền thống là sau 3 tháng chiếu rạp thì mới đưa lên mạng. Đương nhiên, Netflix không thể chấp nhận điều này. Cannes là liên hoan phim chiếu rạp tại Pháp. Chúng tôi muốn tất cả các phim tham gia liên hoan phải xuất hiện tại rạp. Tất nhiên không phải để chống lại ai, chỉ là thể hiện chúng tôi có ở đây. Năm nay, Netflix dự kiến phát hành 80 phim gốc đến 109 triệu khách hàng xem online trên toàn cầu. Trong khoảng thời gian gần đây, thì nhiều hộ dân tại xã biên giới Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đang đứng ngồi không yên vì tiêu chết hàng loạt. Số tiền dành dụm vay mượn để đầu tư vào tiêu đứng trước nguy cơ thua lỗ, mất sạch.
Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Diện tích tiêu chết trên địa bàn xã biên giới Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đã lên đến 143 hectare trong tổng số 1.540 hectare. Tại vườn tiêu của gia đình ông Vũ Đình Môn, ngụ tại thôn 10, đến thời điểm hiện tại, số cây chết đã lên đến 1.500 trụ và còn tiếp tục chết thêm. Đây là những trụ tiêu trồng 11 đến 12 năm tuổi. Diện tích trồng tiêu của gia đình ông Môn tất cả là 2.400 trụ. Trước khi chưa bị chết hàng loạt thì mỗi năm gia đình ông thu khoảng từ 8 đến 9 tấn hạt. Ông cho biết hiện tượng tiêu chết hàng loạt bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 nên niên vụ năm 2017-2018 chỉ còn hơn 2 tấn. Dù gia đình đã mời các chuyên gia nông nghiệp, kỹ sư đến xem tại vườn nhưng bệnh vẫn không giảm. Điều này khiến gia đình ông cũng như các hộ dân trên địa bàn phải lo lắng, đứng ngồi không yên. Thì nói là tự vì mưa nhiều, ngập úng rồi là tiêu chết. Nhưng mà đến bây giờ nó sang mùa khô, đến giờ là 2-3 tháng rồi mà giờ vẫn chết nai rai ở trong vườn, hiện bây giờ vẫn còn đang chết. Chứ nó cũng chưa dừng lại mà nó không biết là nó có dừng hay không. Là đến mùa mưa này tôi đang sợ là chết hết. Cách vườn ông Môn gần 1 km, vườn tiêu của ông Vũ Văn Hào cũng đang thiệt hại hàng loạt. 500 trụ chỉ trong vòng hơn 4 tháng đã làm giảm thu từ 10 tấn hạt chỉ còn hơn 4 tấn. Vì vậy, việc giảm sản lượng niên vụ năm 2018 khiến gia đình phải đối mặt với nỗi lo đến kỳ trả nợ vay vốn khi còn hơn 400 triệu đồng. Khi buổi sáng thì lá là vẫn cứng nha, nhưng mà khi buổi trưa mà nắng to ấy, là cái lá nó mới mềm ra. Nó mềm ra thì khi mình phát hiện như thế là chỉ trong 3 ngày là cây tiêu là bắt đầu là héo, lá khô, là rụng, là chết. Thì khi mình chết thì là mình cũng có cuốc ra mình xem cái đất ở dưới thì là nó bị thối xuống bên dưới mặt đất khoảng chừng 2 đến 30 phân. Thì mình cuốc ra là mình thấy thối. Thì 2 năm trước ấy, thì mình thấy như vậy thì nó chỉ chết nát đác trong vườn là 1 đến 2 trụ. Thì đối với những cây nào mà đã chết rồi, trong những cái vườn cây mà chưa bị chết thì những cái cây chết trong đấy thì chúng tôi khuyến cáo con là gom lại, thu gom lại và mang ra ngoài để đốt và xử lý đi. Thứ hai là chúng ta đào cái gốc lên, lấy cái rễ mang ra ngoài chúng ta xử lý luôn. Đó, để mà tránh lây lan cái cây bên cạnh. Và khi mà chúng ta đào với chúng ta kết hợp, chúng ta đào xong cho bón vôi rác vôi xung quanh để xử lý cái nấm bệnh trong đấy. Mà những cái đối với cái vườn mà chết trắng rồi thì chúng tôi khuyến cáo bà con là vệ sinh lại hết, gom hết các tàn dư, đặc biệt tàn dư nấm bệnh mang ra ngoài để xử lý và chúng ta rắc vôi lên để chúng ta xử lý đất. Trước thực trạng này, ngành chức năng huyện Bù Gia Mập cho rằng một số nguyên nhân tiêu chết là do trong thời điểm giá tiêu tăng cao đột biến, bà con đã trồng không phù hợp khiến cho việc phát triển của cây tiêu bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ các đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo có thu nhập chính từ cây tiêu do tiêu bị chết. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét, thực hiện lấy mẫu phân tích để tìm ra nguyên nhân làm tiêu chết và có biện pháp phòng trừ. Thông tin mà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đưa ra là kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Động lực Bệnh, Kinh tế và Chính sách Đại học Princeton, ETH Zurich và Đại học Andrew. Chuyển sang thị trường chứng khoán trong nước, thưa quý vị, chứng khoán hai sàn niêm yết đã đồng loạt tăng tốc trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Các cổ phiếu Blue Chips đã hỗ trợ tích cực cho toàn thị trường. Chỉ số VN Index liên tục giằng co trong phiên buổi sáng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn biến động mạnh mẽ đã khiến cho thị trường chưa thể lấy lại sắc xanh. Đã tăng trở lại ở các mã như Vincom, Masan, VRE đã giúp cho chỉ số không bị giảm sâu. Hoạt động giao dịch trên sàn suy yếu so với những phiên trước. Bước sang phiên chiều, xu thế giằng co trên thị trường tiếp tục diễn ra. Mặc dù vậy thì về cuối phiên, chỉ số cũng đã kịp tăng tốc trở lại nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt khởi sắc, tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường. Khép phiên, VN Index tăng 0,51% lên mốc 1.173,02 điểm. Thanh khoản giảm còn khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương sắp xỉ 180 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội thì chỉ số HNX Index giảm điểm vào lúc đầu, nhưng đã lấy lại sắc xanh về cuối phiên. Các cổ phiếu lớn hỗ trợ tích cực cho thị trường. Giao dịch trên sàn dần sụt giảm. Chốt phiên thì HNX Index tăng 1,41%, đạt 135,63 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ còn hơn 54 triệu đơn vị, ứng với trên 910 tỷ đồng. Còn tại Mỹ thì Fed đã quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ tư, khi Mỹ có thể có hành động quân sự đối với Syria, khiến cho nhà đầu tư quan ngại về rủi ro địa chính trị đối với nền kinh tế Mỹ.
Chỉ số Dow Jones giảm 0,9% xuống mức 24.189 điểm do cổ phiếu của Boeing giảm 2,2%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,55% xuống mức là 2.642 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,36%, đóng cửa ở mức là 7.069 điểm. Cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm với cổ phiếu của Citigroup và Morgan Stanley đều giảm. Trong khi đó thì tài sản an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ tăng. Căng thẳng chính trị bắt đầu khi quân đội Syria được cho là sử dụng vũ khí hóa học khiến nhiều người thiệt mạng. Chứng khoán suy yếu sau hai phiên tăng điểm trước đó, chủ yếu nhờ vào sự dịu bớt lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hiện tại thì thị trường đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý 1 của BlackRock, Delta Airlines, JP Morgan Chase, Citigroup và Wells Fargo. Bên cạnh đó thì nhiều nhà đầu tư dự đoán doanh thu của FactSet S&P 500 tăng 17,1%, cũng là mức tăng trưởng quý 1 cao nhất kể từ năm 2011. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á đã giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ năm do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Nga liên quan tới Syria. Khi phiên thì chỉ số Nikkei giảm 0,12% xuống còn 21.660 điểm, ADX 200 giảm 0,23% xuống còn 5.815 điểm, chỉ số Kospi giảm 0,06% còn 2.442 điểm và Shanghai giảm 0,87% xuống mức là 3.180 điểm. Tại Nhật thì chỉ số Topix giảm 0,39%, trong đó cổ phiếu ngành sản xuất xe hơi và dầu giảm, trong khi cũng cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng tăng nhẹ sau khi các công ty công bố lợi nhuận quý 1. Ở Hàn Quốc thì cổ phiếu ngành mỹ phẩm giảm trong khi nhóm cổ phiếu ngành dầu và công nghệ tăng. Kết thúc phiên thì cổ phiếu Samsung Electronics tăng 0,29%. Tại Trung Quốc thì chỉ số Hang Seng giảm 0,74%, mặc dù nhóm cổ phiếu năng lượng tăng khi có thông tin giá dầu tăng. Nhóm cổ phiếu công nghệ cũng giảm và cổ phiếu Tencent giảm đến 2,19%. Chỉ số Shenzhen giảm 0,58% về mức 1.840 điểm. Thị trường châu Á giảm theo tình hình ở Phố Wall. Tâm lý nhà đầu tư bị tác động khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng tấn công bằng tên lửa nhắm vào Syria. Phần 2 của chương trình cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo với những nội dung đáng lưu ý. Thành phố Hồ Chí Minh sôi động ngày hội du lịch 2018. Isuzu ra mắt thế hệ xe tải đạt chuẩn khí thải Euro 4. Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FPNC tối ngày 12 tháng 4. Kính thưa quý vị, sau vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, hầu như mọi vấn đề liên quan đến vụ việc này chưa bao giờ bớt nóng, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại. Nối tiếp mạch câu chuyện về vụ cháy chung cư này, nhưng không nói về trách nhiệm thuộc về ai hay công tác phòng cháy chữa cháy như thế nào. Hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến vấn đề bồi thường thiệt hại cho cư dân trên cơ sở pháp lý. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Chào luật sư, trước hết xin cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc trao đổi lần này ạ. Câu chuyện mà tôi muốn nhắc đến trong ngày hôm nay đó là về vụ cháy Carina Plaza. Hiện tại thì vẫn chưa xác định được ai sẽ là chịu trách nhiệm chính trong cái vụ việc này. Nhưng mà nếu khi mà chủ thể vi phạm pháp luật đã được xác nhận thì họ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào thưa luật sư? Thì gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì những cái chủ thể mà vi phạm pháp luật thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật như là trách nhiệm hình sự, thì ở đây là cái về hình phạt nghiêm khắc, hoặc là trách nhiệm dân sự là cái biện pháp cưỡng chế đi kèm, đó là cái bồi thường thiệt hại, và có thể là chịu trách nhiệm hành chính. Ở đây là có các biện pháp hành chính như là khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền, cách thức hoặc là thôi việc và nhiều cái biện pháp hành chính khác. Thưa luật sư, thì cái vụ cháy tại chung cư này đã gây ra thiệt hại rất là lớn. Vậy pháp luật quy định cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với vụ việc này như thế nào ? Đối với pháp luật thì có quy định, đó là theo cái khoản 9 điều 38 của thông tư số 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng thì ban hành cái quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. Ở đây thì nó rất rõ là chủ đầu tư dự án thì xây dựng nhà chung cư thì phải có trách nhiệm là mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của cái luật phòng cháy chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Trong cái trường hợp mà xảy ra cháy nổ ngoài ý muốn thì cái đơn vị mà bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường. Còn đối với cái trường hợp mà những thiệt hại mà do cái lỗi cố ý vi phạm những quy định về phòng cháy chữa cháy thì thuộc cái trường hợp là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thì theo quy định tại điều 275 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì một trong những cái căn cứ phát sinh nghĩa vụ
dân sự, đó là gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật. Và theo cái điều 584 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì người có trách nhiệm bồi thường đó là người có hành vi vi phạm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Trong cái vụ cháy này thì chủ thể nào mà đã có lỗi dẫn đến cái hỏa hoạn, từ đó mà gây thiệt hại tới sức khỏe, tính mạng hoặc là tài sản của cư dân thì chủ thể đó phải có trách nhiệm bồi thường. Để làm rõ điều này thì cần phải có cái kết luận của cơ quan chức năng xác định cá nhân hay là tổ chức nào có lỗi gây ra cái vụ cháy, thì từ đó là làm cơ sở để mà các cái cư dân, những người mà bị thiệt hại đưa ra cái yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho mình. Thưa luật sư, thì sau cái vụ cháy này thì có rất nhiều cư dân họ không chỉ bị thiệt hại về mặt tài sản, về sức khỏe mà còn bị ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần. Thì trường hợp này thì người cư dân họ có thể là yêu cầu xem xét được bồi thường về mặt tinh thần này không, thưa luật sư? Trong cái vụ cháy này thì những cái người mà thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm thì sẽ được cái người chịu trách nhiệm bồi thường cái khoản tiền khác để mà bù đắp tổn thất về mặt tinh thần mà người đó gánh chịu. Thì mức cái bồi thường bù đắp cái tổn thất về mặt tinh thần theo luật là do các bên thỏa thuận. Nếu trường hợp mà các bên không thỏa thuận được thì cái mức tối đa cho một người mà có sức khỏe bị xâm phạm thì là không quá 50 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Thì cái nội dung bồi thường này được quy định căn cứ theo khoản 2 điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo kinh nghiệm của luật sư thì luật sư đánh giá là cái vụ việc cháy lần này sẽ sớm được giải quyết hay là nó sẽ phải kéo dài ạ? Thì theo tôi cái vụ cháy lần này nó được giải quyết nhanh hay là như thế nào thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái sự mà thỏa thuận thương lượng giữa các bên liên quan. Ở đây là cư dân, cụ thể là cư dân, chủ đầu tư, ban quản trị chung cư, những người kinh doanh gửi xe, những cái người có liên quan khác. Thì cái việc mà thương lượng để mà giải quyết thì phải có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền để mà giải quyết cho nhanh nhất. Còn khi mà trường hợp các bên liên quan mà không thương lượng được thì chắc chắn là vụ việc sẽ bị kéo dài. Thì khi kéo dài thì bên thiệt hại thì sẽ phải khởi kiện ra tòa án để yêu cầu giải quyết, hoặc là chờ giải quyết từ cơ quan có thẩm quyền. Cảm ơn luật sư đã tham gia cuộc trao đổi lần này. Là sự kiện thường niên của ngành du lịch thì Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2018 do Sở Du lịch Thành phố, Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây được xem là cơ hội để du khách tìm hiểu và săn những tour du lịch hấp dẫn từ các thương hiệu lữ hành uy tín, nhất là khi nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào dịp lễ và hè sắp tới. Từ sáng sớm, gian hàng của các doanh nghiệp lữ hành đã đông kín lượt khách tham quan. Theo doanh nghiệp, lượng khách chủ yếu tìm kiếm những tour cho dịp nghỉ lễ và mùa hè sắp tới. Sáng giờ thì lượng khách hàng đến gian hàng của Vietravel cũng rất là đông. Đa số khách hàng quan tâm đến các cái chương trình đi du lịch trong cái dịp 30 tháng 4, các cái chương trình đi du lịch trong cái mùa hè. Ban tổ chức cho biết, hiện hơn 20 doanh nghiệp lữ hành đã công bố bán trên 70.000 tour nội địa và nước ngoài với giá rẻ hoặc giảm giá trực tiếp cho khách hàng cùng hàng ngàn quà tặng khác. Trong đó có thể kể đến những chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các doanh nghiệp lữ hành nổi tiếng như Hè Rực Rỡ, Giảm Hết Cỡ của Bến Thành Tourist với chương trình giờ vàng giá sốc, ưu đãi tới 50% giá tour, mua tour tặng tour, mua tour trúng thưởng xe SH Mode. Lữ Việt với dịch vụ miễn phí 100% dịch vụ đưa đón tận nhà, tiễn sân bay và ngược lại. Sài Gòn Tourist ưu đãi đến 9 triệu đồng cho các tour du lịch nước ngoài. Hay Vietravel với ưu đãi với mức giảm giá lên đến 49%. Đơn vị này còn giới thiệu bộ sản phẩm con đường di sản, tour xem World Cup, v.v. Thậm chí nhiều khách hàng cũng đã quyết định mua tour tại quầy tư vấn trong buổi sáng này. Với ưu đãi lớn, hơn 150 gian hàng tại ngày hội lần này đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ngoài thiết kế đẹp, đặc trưng cho dịch vụ, sản phẩm, các doanh nghiệp còn chú trọng tính mở của gian hàng để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng. Bốn mặt tiền đều mở hết. Để làm gì? Để chúng tôi tiếp cận với khách nhiều hơn.
nhanh hơn và lượng nhân viên của chúng tôi, các anh chị cũng thấy là nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đặc biệt, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện năm nay như Sắc Màu Việt Nam, lễ tôn vinh 100 thương hiệu du lịch hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và chung kết liên hoan giọng hát vàng ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài mang những tour du lịch mới lạ, chất lượng cho du khách, ngày hội du lịch năm 2018 còn được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh truyền thông quảng bá điểm đến chất lượng, góp phần tích cực cho việc kích cầu thị trường du lịch trong thời gian tới. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 40.000 lượt khách trong 4 ngày tổ chức, từ ngày 12 tới ngày 15 tháng 4. Ước tính doanh thu và số lượng khách mua tour tăng từ 20 tới 25% so với năm 2017. Kính thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018. Đáng chú ý là thành phố sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015. Ngoài việc giảm biên chế công chức thì thành phố cũng sẽ giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Để thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong năm 2018, thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách nhà nước, bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Bên cạnh đó thì thành phố sẽ tiết kiệm 10% chi thường xuyên, không kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Để thực hiện cải cách tiền lương, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, v.v. Đồng thời hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, mới đây thì Isuzu Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt thế hệ xe tải Isuzu Forward và QKR mới. Sự kiện đã đánh dấu bước tiến mới của Isuzu trong vai trò là đơn vị tiên phong sản xuất các dòng xe tải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Từ đầu năm 2018, quyết định thay đổi thị trường xe tải từ động cơ Euro 2 sang Euro 4 của chính phủ bắt đầu có hiệu lực. Nắm bắt nhanh chóng quy định của nhà nước và tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cấp và cải tiến sản phẩm, Isuzu đã có sự chuẩn bị dài hơi và mới đây đã cho ra mắt thị trường Việt Nam các mẫu xe tải thế hệ mới, sở hữu công nghệ Blue Power, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Được biết, Isuzu là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sản xuất các dòng xe đạt chuẩn Euro 4. Ở lần ra mắt này, Isuzu thực hiện thay đổi đồng loạt các dòng xe tải hạng nhẹ, trung và nặng của hãng như F-Series, N-Series và QKR. Các dòng xe đều được lắp ráp tại Việt Nam theo công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản. Điều này giúp các sản phẩm của Isuzu đáp ứng tốt mọi nhu cầu vận chuyển, cũng như sự đa dạng hóa sự lựa chọn của khách hàng. Không phải là chỉ có ở Việt Nam, mà trên thế giới, trong nước nào, Isuzu lần đầu tiên thay đổi công nghệ theo quy định các nhà nước. Cái đó là Isuzu là nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu trên thế giới, thì cho nên cung cấp sản phẩm sạch sẽ nhất, cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất, cung cấp sản phẩm an toàn nhất. Cái đó là trách nhiệm của Isuzu. Do Isuzu là nhà sản xuất xe tải hàng đầu trên thế giới. Sau 2 thập kỷ kể từ thời điểm ra đời của động cơ Isuzu Common Rail nổi tiếng, đến nay động cơ Common Rail đã được cải tiến thành Isuzu Blue Power, động cơ phun nhiên liệu điện tử thế hệ mới. Nhờ động cơ mới, công suất hoạt động của xe được tối ưu, giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, ưu điểm nổi trội nhất của động cơ Blue Power chính là tính thân thiện với môi trường. Theo ông Yamada, giám đốc kinh doanh Isuzu Việt Nam, có thể nói các dòng xe tải của Isuzu hiện đang là dòng xe sạch nhất trên thị trường. Trải qua 20 năm phát triển và 10 năm tiên phong áp dụng động cơ Common Rail, nay là Blue Power, Isuzu Việt Nam cùng hệ thống đại lý đã tích lũy kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động kinh doanh cũng như hậu mãi, bảo hành. Đó là lý do Isuzu Việt Nam luôn được đối tác và khách hàng tin tưởng chọn làm người đồng hành trên mọi nẻo đường gần xa. Vâng, kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC tối ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.